Thì hôm nay chị sẽ nói là tại sao xe hơi Việt Nam mắc kinh khủng vậy? Tại sao nó lại như vậy? Câu trả lời chỉ có một thôi. Tại các bạn nghèo. Ai biểu làm ra 2,5 chi? Làm ra 25,000 đi. Làm như bên Mỹ đi, 50,000 đi. Bởi vậy chỉ có rất là nhiều người bạn chờ. À thôi giờ 2018 rồi, xe Đông Nam Á xuất qua thuế 0%, đợi đó mua cho rẻ. Mày chờ tới Tết đi con. Có lộn, mày chờ tới chết đi. Thích xe thì mua xe đi, chứ thích xe mày ngồi chờ giá rẻ. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Hôm qua mình nói về nhà rồi, thì còn chủ đề xe với gái thôi. Bây giờ mấy em muốn nghe chủ đề nào? Suy nghĩ đi nha. Còn nhân viên văn phòng thì cứ vậy thôi. Bí quyết để anh Duy có cái bụng nhỏ đó, để không bị mập á, là như vậy thôi. Hai cắn một em uống ung nha. Hai ăn một em uống ung, đừng có ăn hán. Uống ung, uống một em mới ăn ở liều em quen. Nói lại nha, hai trắng một đen, uống chung. Đừng có ăn sáng thì nó mới giảm mỡ nhiều. Còn mấy em level yếu yếu á, sợ nó cào ruột á, thì uống lên này trước muỗng, xong rồi hai trắng một đen. Còn Duy uống quen rồi. Duy nói chung là bộ ba là cái gì đó nó không thể nào nó thiếu, tạo cho anh Duy sự tinh thần tập trung này nọ. Chứ hôm qua thức đêm nhiều quá, nay dậy trễ, hầu như ngày nào cũng vậy mấy em ơi. Vậy cái mặt mình nó mụ mẫm này nọ kia. Người ta ăn trưa là mình chưa ăn sáng nữa. Mình phải có cái này vô nó mới tỉnh táo. Nó mới bắt đầu một ngày làm việc, nó vui vẻ, nó tươi trẻ và nó sảng khoái. Ok, nói về chủ đề xe. Thì cái chủ đề nào Duy mạnh Duy mới nói nha. Chủ đề gái Duy yếu lắm. Nói về chủ đề xe đi. Xe Duy mạnh Duy có hàng mạc như nó được. Thì hôm nay Duy sẽ nói là tại sao xe hơi Việt Nam mắc kinh khủng vậy. Nói ra một cái này bạn các bạn sẽ rất là buồn, rất là nản, đúng không? Nếu mà tính theo thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam á, một người bây giờ là 2.500 đô, mà mua con Camry bèo bèo á thì nó cũng là 50.000 đô. 50.000 mua nổi con Camry không ta? À nổi đó, mua nổi con Camry ráp, ráp nước nha. Thì bây giờ á, làm bài toán đây. Nhịn ăn nhịn mặt. Nhịn ăn nhịn mặt. Như quên rồi, 50.000 mà chia cho 2.500, không muốn nhấn luôn nha, anh không muốn nhấn luôn á. 20 năm, tức là tụi em đi làm, anh đang tính theo GDP bình quân nha, tức là 2.500 nó phản ánh với một cái mức lương 5 triệu một tháng đó. 5 triệu, 5,5 triệu mà không có chi phí gì cả, bằng giữ luôn 5 triệu, bằng nhịn ăn nhịn mặc nhịn xài nhịn tất cả mọi thứ, everything đó, để rồi bạn đã dành được 20 năm mà mua được xe hơi Camry. Chua chát chứ không phải giỡn đâu mày. Vậy thì á, cái vấn đề á mà chúng ta đi học đi làm, chúng ta tập gym ra để chúng ta tạo dựng một sự nghiệp, chúng ta mua nhà mua xe, quá xa vời, quá xa vời. Thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tại sao nó là như vậy. Tại sao nó là như vậy? Câu trả lời chỉ có một thôi. Tại các bạn nghèo. Ai biểu làm ra 2,5 chi? Làm ra 25.000 đi. Làm như bên Mỹ đi, 50.000 đi. Đó. Làm như bên Hồng Kông đi, 40,000 đi. Mình làm nó có 2,5 chi rồi, biết chừng nào mới mua được xe hơi. Tại có một cái nghịch lý vậy đó. Ở Việt Nam này GDP nó còn thấp, mà giá xe lại quá cao. Thì bây giờ hôm nay chúng ta đi vô chủ đề chua chát này. Hôm nay chúng ta đi tại sao GDP còn thấp. GDP thấp tại các bạn, tại chúng ta, tại chúng ta. Phần còn lại là tại định mệnh. Định mệnh là cái gì đó chúng ta không thể nào thay đổi. Bây giờ thay đổi cái chúng ta, đúng không? Các bạn phải đi học, đi làm, tập gym này nọ, đẹp trai ra phỏng vấn, điều lương với sếp. Bạn phải tập gym mà mới điều tốt được. Gái vậy thôi. Con gái thì phỏng vấn á, phải lựa bộ đồ cho nó đẹp, cho nó ngon lành này nọ vô, chuẩn bị tác phong, tìm hiểu công ty. Bạn muốn phỏng vấn cho được BBT đậu là bạn phải hiểu thằng Duy Nguyễn này tới cái mức nào rồi.
bạn biết cái gu của nó làm sao, nó thích nhất là tiền, cái gái thích cái nào đó, hiểu không? Rồi hiểu được lịch sử hình thành công ty BT, sứ mệnh, tầm nhìn công ty BT, tham vọng công ty BT là gì, thế bạn mới phỏng vấn đậu được. Cái đó là kỹ năng mềm, kỹ năng cứng là kỹ năng chuyên môn. Bây giờ có khái niệm học lớp 12 nghỉ là sao được, học lớp 12 nghỉ đi làm công nhân nghe, chắc chắn với bạn luôn. Tất cả những ngành nghề gì mà không xây dựng trên nền tảng tri thức nó không bền. Lấy ví dụ đó, ví dụ nhỏ nó đẹp quá, học lớp 12 làm bồi bàn, đi làm bồi bàn thì đẹp được lúc này thôi, đâu đẹp được lúc khác, đúng không? Nó làm bồi bàn để giàu nhờ bồi bàn, cuối cùng lấy đại gia đó đâu có đường khác. Còn nếu mà lấy không đại gia được thì ra đường đứng nha, đúng không các bạn? Thực tế nó vậy thôi. Rồi nói chung là muốn cải thiện thu nhập thì cố gắng đi học, cố gắng đi học cho nó giỏi, luyện kỹ năng mềm này nọ, vô công ty ngon như công ty nước ngoài, vô công ty nước ngoài hoặc vô công ty của Việt Nam đó, nhưng mà công ty đó nó phát triển chút xíu, để khi mà tốt nghiệp ra trường mà điêu được cái mức lương mà là 10 triệu là thành công. Cái đó là phải điêu thôi chứ không ai trả thằng ơi. Mình nói mặt bằng không phải là thằng cao nhất cũng phải là thằng thấp nhất, mà thằng nằm giữa giữa vậy nè. Đi ra trường vô đàm phán với công ty thử việc 10 triệu làm nổi không? Thử việc 10 triệu bạn phải có career path nữa, đúng không? Năm sau lên 15, năm sau nữa lên 17, từ 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 tính. Rồi xong rồi cưới vợ tay trong tay ngoài, nhà nó bán tạp quá trà đá, mình đi làm. Quan trọng có chịu cưới hay không nghe. Thôi, đó là con đường kiếm tiền của bạn, nói vô quay lại vấn đề xe. Tại sao xe Việt Nam nó mắc như vậy? Tại xe Việt Nam nó mắc do thuế cao, vậy thôi. Thuế rất cao, thuế xe hơi ở Việt Nam là một trong những cái thuế mà nó kinh khủng nhất á, khiến cho tất cả các bạn trẻ rất là bức xúc. Nó là giờ thuế Việt Nam cao quá, chừng nào mua được xe có đường đi xe máy không trời. Trời đất ơi, nhìn ta đi xe hơi ngon lành gì. Không khí bây giờ nó nắng nóng, nó ô nhiễm này nọ. Đi xe máy không à, khẩu trang đổi màu nhanh lắm. Nó trời đất ơi, ta đi xe hơi kẹt xe mấy hãng ngoại chết mẹ hết. Chỉ có mình ngồi trong xe nghe nhạc không đã gì đâu. Nó sẽ có một cái sự gì đó nó không được happy, nó không được vui vẻ lắm tại xe hơi quá cao. Ví dụ lấy các bạn có thể tham khảo những xe trên thế giới, không nói đâu xa, nó qua những nước Đông Nam Á gần chúng ta nè. Thằng Thái Lan xe nửa giá Việt Nam. Thằng Campuchia thôi nát bấy rồi khỏi nói nữa. Vì tại sao thuế xe hơi Việt Nam cao vậy? Nó có những cái lý do, mà trong đó nó có những lý do nghe cũng được, mà có những lý do không thể nghe mà nó vẫn là lý do. Tôi cũng đợi rồi. Lý do thôi. Rồi bây giờ ví dụ như bạn thấy đường xá Việt Nam không? Nhận xét cách khách quan của đường xá Việt Nam mình ok chưa? Chưa ok đúng không? Chưa ok vậy thì đánh thuế xe hơi cao lên. Để chi? Hạn chế phương tiện giao thông. Đây tức là ý là người giàu người ta mới có tiền mua xe hơi. Hạn chế lại cái xe hơi không thể là cái phương tiện giao thông chính. Tại cái đường xá Việt Nam chưa ok. Bạn thử tưởng tượng coi. Ví dụ như đường số 6 trước nhà tôi đi. Mà giờ xe hơi chừng 200 ngàn. Xe hơi chừng 200 ngàn. 200 triệu chỉ bỏ thác nó mua xe hơi hết. Rồi lúc đó là xe hơi nó rút nhau, rút nhau khỏi chạy luôn. Đó là một ý. Rồi còn đường kết nối từ miền Tây lên Sài Gòn ok chưa? Không biết có ok chưa, tới 30 tháng 4 một tay năm khỏi đi, Tết Nguyên Đán 20 cây. Thời mà còn phà Cần Thơ một cái nữa khỏi nhích. Phà Dàm Cống là chờ, giờ hơn nó có cầu đỡ rồi đó. Thì rõ ràng là kết nối giao thông ở đất nước Việt Nam chúng ta là cả ở vùng ngoại ô lẫn ở vùng đô thị nó đều chưa ok. Nó đều chưa ok thì không thể nào mà thả ra cái lượng xe ô tô nó kinh khủng vậy được. Mà nhu cầu của người Việt Nam là 96 triệu dân. Mà cái ngặt cái Việt Nam GDP thì cùi, mà dân thì giàu như bất động sản. Đó, mà dân nó giàu như bất động sản nó bán được cục đất nó cho cha con nó mua xe hết. Mà nó cho cha con nó mua xe hết thì bảo đảm ra đường xe khỏi chạy. Đó là đang nói về hệ tầng hạ tầng giao thông nha. Còn tại sao đánh thuế cao một cái nữa? Đánh thuế cao để chi? Để chi mấy em? Để có tiền chứ làm chi? Để có tiền để xây dựng xã hội hay là tiền thuế chính phủ thu để chính phủ xây dựng những cái vấn đề khác đất nước. Đó, bể này bể kia, nói chung là thu ngân sách đó. Thì thuế cao được cái thu ngân sách cao, bây giờ đánh thuế thấp thì ngân sách thất thu sao? Đúng không? Nhưng mà ngân sách thất thu thì đất nước không phát triển được. Nó là một lý do thứ hai. Còn một lý do nữa, lý do này nghe có vẻ là nó rất professional nè. Bảo hộ sản xuất ô tô trong nước. Khi mà các bạn đánh thuế xe hơi cao như vậy thì xe hơi nhập khẩu vô nước Việt Nam mình sẽ cao. Xe hơi nhập khẩu cao thì tạo điều kiện cho những cái xe mà là sản xuất ở trong nước Việt Nam nó bán được. Nhưng mà đó là một giấc mơ cực kỳ xa xăm và không bao giờ có hồi kết. Và ngày hôm nay VinFast là như một người anh hùng vậy đó, bán một chiếc xe lỗ 300 triệu để thực hiện giấc mơ đó. Không biết có khả thi hay không nha, bạn comment đi, bạn theo bạn khả thi chưa? Chứ mình không dám bình này. Nói chung là chuyện làm ăn của tỷ phú nó cao lắm nha. Ví dụ giờ tự nhiên, ví dụ như xe VinFast bây giờ á thì bán chiếc lỗ 300. Sọc của ta. Chiếc xe lỗ 300, vậy nó bán không lỗ 300 thành 2 tỷ chiếc.
Vậy thì nhân viên Win, nhân viên của Win Group là đi xe là VinFast từ điện tới ô tô. Dân công viên nghèo nghèo quá thì đi con gì? Chạy điện. Xe máy điện. Rồi khá khá chút xíu điên lấp. Hả? À, không đi SA. Cái đó là nói chung là VinFast là một thương hiệu xe hơi, nó mới nhảy vào thị trường xe hơi của Việt Nam mới sau này thôi. Còn ngày trước của nó là có gì? Thành Công nha. Thành Công Trường Hải. Biết không? Chu Lai đó. Vậy thì bây giờ á, các bạn hiểu được cái sự mà sản xuất ô tô trong nước là cái gì. Cái đó người ta gọi là nội địa hóa. Một cái cụm từ gọi là nội địa hóa chiếc ô tô đó. Giống như con Mercedes của anh Duy Nguyễn đi. Mercedes xanh á thì chắc nội địa hóa được 1%. Còn con Mercedes trắng nội địa hóa 0% nha. Cái nội địa hóa ý nó nói là những cái linh kiện, những cái phụ kiện, những cái phụ tùng mà được sản xuất ở đất nước Việt Nam này, nó tham gia vô cái việc lắp ráp của xe hơi thì nó kêu là nội địa hóa. Đó, thì nhà nước chúng ta cũng đặt ra tham vọng nội địa hóa cho xe hơi nó cao này nọ kia các kiểu, nhưng mà chưa làm được. Thực tế bây giờ nội địa hóa cao nhất mới 15% thôi. Còn ví dụ như VinFast bạn nghe hứa hẹn gì đó là 60% là trên giấy thôi nha, nó chưa biết đâu. Còn thực tế bây giờ đó là mới có 15% thôi. Mà nội địa hóa được phần 15%, mà biết Thái Lan nội địa hóa nhiêu không? Thằng Thái Lan nội địa hóa 80%. Nói tóm lại như vậy nè, thí dụ xe bán 100 ngàn đi, là nó sản xuất trong nước được 80 ngàn rồi đó. Đó. Đó là mình hiểu một cách nó nôm na đơn giản về cái nội địa hóa. Còn thằng Malaysia nội địa hóa 60-70, thằng Indo cũng vậy. Vậy thì ở trong cái khối Đông Nam Á của chúng ta đó, thì những cái cường quốc nào về xe hơi? Không có tên Việt Nam. Không có tên Việt Nam, Việt Nam mới có 15 thôi. Vậy thì chừng nào chúng ta được mua xe hơi giá rẻ? Không biết. Bởi vậy Duy có rất là nhiều người bạn chờ. À thôi giờ 2018 rồi, xe Đông Nam Á xuất qua thuế 0%, đợi đó mua cho rẻ. Mà chờ tới Tết đi con. Ô lộn, mày chờ tới chết đi. Thích xe thì mua xe đi, chứ thích xe mày ngồi chờ giá rẻ là chuyện nem mà có. Là chuyện nem mà có. Bởi vậy cái xe hơi ở Việt Nam này nó là cái gì đó nó nghịch lý. Nó nghịch lý lắm bạn. Bởi vậy mua xe hơi cũng là con dao hai lưỡi. Nó là thay cái đẳng cấp cuộc sống và hiện là cái phương tiện giao thông mà cả thế giới người ta đi đó. Nhưng mà mua xe hơi cũng sẽ là một gánh nặng về kinh tế. Mà mua xe hơi cũng phải chịu cảnh ức chế của kẹt xe. Đó, ức chế đó. Cực chẳng đã công việc này nọ, Duy phải mua hai xe hơi thôi. Nhưng mà bạn thấy không, tôi giờ tôi đi hết chán lắm. Tối là tối xách xe ra đường, tại vì nó là xe hơi nên Duy phải tối phải ra đường. Chứ nếu mà nó là xe máy Duy ngủ nhà luôn cho khỏe. Nó nghịch lý bạn, tâm sự bạn rớt nước mắt luôn chứ không phải giỡn đâu. Rớt nước mắt luôn. Bây giờ mua xe hơi con 7 tỷ bỏ trong nhà, không chạy nó cũng cũ à. Có ai đợi với tôi mua xe 2 năm chạy chưa được 20.000 cây nữa. Wow. Thiệt luôn á. Tại gặp mấy bạn bên Mỹ, nó hỏi xe mày nhiêu mau là gì. Mau là gì? Mau là mai á. Thì mai nó mai đi, mai là dặm đó đúng không. Ở bên bờ nó dùng mai, bên đây dùng km. Cái đó trời, xe tao mua mới 3-4 tháng chạy 12.000 mai rồi. Bên Mỹ nó cài xe ghê lắm em. Bên Mỹ, tụi Mỹ á, nó cài xe kinh lắm. Đường xá của tao nó rộng thanh thang thanh láng rồi, nó đi làm xa đó. Từ đây Đông An đi xe bình thường. Từ đây Đông An đi xe bình thường, Việt Nam mình từ đây vô quận 1 đi xe cực hình. Nên nó thiệt sự với mấy em luôn, nhiều khi có những cái tiệm mà anh đi hay đi á, nó dời trong quận 1 đó. Bỏ luôn, đi không nổi. Nhắn tin quá trời, anh ơi sao lâu quá không vô thăm em này nọ kia. Thăm cái con khỉ giữa chỗ cũ nó tiện đường còn đi được. Cái chỗ này mỗi lần thăm em một cái xong rồi tắt. Tắt gì mấy em? Tắt gì? Nó điền cho chóng tắt luôn. Mỗi lần anh thăm em, anh nhìn cảm cái cạch xe cái anh tắt luôn. Đó, nên cái video, nội dung video này á, thì anh chỉ trình bày với em là tại sao cái xe hơi Việt Nam lại mắc. Vậy thì cái bài toán nào cho cái người lao động Việt Nam có xe hơi, đúng không các bạn? Cái này là cái mình chúng ta phải suy ngẫm nha. Giờ thì nói là mày lao động mày đi xe hơi làm mẹ gì. Ủa thì nói gì, nói làm gì nữa. Cuộc sống mà các bạn, chúng ta có quyền ước mơ. Chúng ta có quyền chúng ta tận hưởng những cái gì mà những nơi khác người ta có, đúng không? Mình sống thì nhìn qua nhà hàng xóm chứ. Bên qua bên Malaysia sinh viên ra trường chạy xe nhóc nhóc. Buồn không? Buồn không ạ? Thí dụ Malaysia nói chứ nó cũng như mình thôi. Nó dạo mình chút. Trời ơi, xe hơi nó nổi lên khên, nó nổi thiệt á. Thằng Malaysia á, xe hơi nó đậu kinh khủng lắm. Nói chung là nó có hãng xe nội địa mà. Nó có hãng xe nội địa luôn á. Xe nó chạy thì nói chung là xe, thằng giàu đi xe sang, thằng cụ thì đi xe nghèo, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái sự mà gọi là đi xe hơi của một số quốc gia nó cao lắm.
bây giờ các bạn làm cho tôi bài toán mà tìm hiểu đi. Các bạn tìm hiểu cho tôi là cái tỷ lệ người dân sở hữu xe hơi trong các quốc gia Đông Nam Á như thế nào, comment ở dưới nha, comment ở dưới đi. Có những cái con số mà Duy nói ra các bạn sẽ buồn, đúng không? Thì thôi các bạn chủ động các bạn comment đi. Comment vậy không phải là để gì, phải để nhục, đúng không? Để biết mà để chúng ta phấn đấu, đúng không? Chúng ta phấn đấu, chúng ta làm ăn này nọ kia, chúng ta kiếm tiền, chúng ta mơ về một chiếc xe hơi. Anh Duy chỉ dùng chữ mơ thôi nha. Chứ cái này vấn đề này không có sốc được mấy bạn. Vấn đề này chung là cơm áo gạo tiền nó nhiều cái yếu tố phát sinh lắm. Vậy thì có cái xe hơi và giải quyết được nhiều cũng chị, đúng không? Bây giờ thí dụ như á, bà thấy cái cảnh á, giờ nít á, nó đi học về đùm đùm hai ba đứa, thấy xót không bạn, lỡ chở đứa rớt đứa cuối sao, đúng không? Không biết chở mướn hay chở gì á, anh không tin gia đình nó đẻ bốn con đâu. Tự nhiên có ông kia chở ba ông đứa nít luôn, chở đeo leo xe chiều chở về nè, rớt sao. Mà nói thêm tin thời sự nữa, ở hôm nay ở ngoài Bình Dương với Đồng Nai cũng có vụ xe chở thuê học sinh lọt mấy đứa luôn. Không hiểu nổi luôn á, thiệt chứ nghe nhầm như mình nghèo cái mình mang nhục hay sao bạn ơi, đúng không? Tại sao cái xe đó cho chạy? Ủa ổng lên ổng khai xe đó mua 100 triệu nữa chứ, ổng nói ổng khai mua xe 100 triệu hết hạn đăng kiểm rồi, tính đăng kiểm lại, nhưng mà cái sự cố này nó xảy ra trong lúc này nó cũng hơi xui. Trời ơi, những đứa con nít, nó đứa con nít nó đi học, nó leo, nó đi trên cái xe đó, không phải là xe đưa rước của trường đâu, xe tư nhân. Trời, nhìn cái ghế bạn xét gẹt hết rồi, gãy càng hết. Những xe đó mà lưu thông trên đường. Thôi giờ mình nói thêm, mở rộng thêm cho các bạn biết. Bây giờ mình nói về Singapore, những cái mà Duy biết về Singapore nha. Thì ở thằng Singapore xe nó không rẻ đâu bạn. Ở trong Đông Nam Á là thằng Singapore xe cũng siêu cao á. Tại sao Singapore làm chính sách đó? Tại vì á, bên Singapore nó quá nhỏ đi. Nếu mà xe nó rẻ nữa, đâm nó quá nhiều đi. Mà xe Singapore nó mắc ở thuế, rồi nó mắc ở cái phí lưu hành xe bên Singapore nó mắc. Còn phí lưu hành xe bên Việt Nam không mắc bằng Singapore, nhưng mà tụ chung lại để có một chiếc xe bên Singapore nó sẽ cao hơn bên Việt Nam. Nó cao hơn bên Việt Nam mà. Nhưng mà bên bển xe là xe, không bao giờ có cốc nháy nào hết á. Wow. Thí dụ như bây giờ bạn muốn đi qua nước người ta bằng bốc Ford á, thì bạn đi bạn nhìn Singapore, bạn đi kiếm bãi rác của nó đi. Bạn kiếm bãi rác của nó cũng chưa ra được cái xe cùi nữa. Tại vì cái xứ nó giàu, nó văn minh. Là một cái xe nó chỉ chạy tối đa được 5 tới 10 năm thôi. Thường thường á, dân giàu thì 5 năm, mà dân cùi cùi thì 10 năm, xe đó nghiền nát bỏ khỏi sửa. Vậy đó. Xe đó nghiền nát bỏ khỏi sửa. Chứ không phải là xe mà lưu hành khối tà đất đó. Không có. Nên ở bên Singapore đó, giao thông của nó rất là ok. Giao thông của nó có hệ thống giao thông công cộng. Giao thông công cộng là những tuyến xe lửa đó. Những tuyến xe lửa nó chạy ngầm ở dưới đất. Nó ngầm tới 60 mét đó. Wow. Ghê không? Nên các bạn hỏi là hãy biến Việt Nam thành Singapore, nằm mơ đi bạn. Nhiều khi mình sợ mình dùng bùi tắt giấc mơ của bạn. Chứ nói về cái tổ chức xã hội, đúng không? Nói về cái đẳng cấp đời sống, thành Singapore rất cao. Vậy thì Việt Nam mình hơn nó về cái gì thì hơn. Nhưng mà riêng cái điểm đó thì không hơn được. Wow. Việt Nam mình giờ làm có mấy tiếng đường sắt, chết lên chết xuống, chưa biết chừng nào xong. Bởi vậy mấy em, nhiều khi mấy em vô Facebook livestream Minh Duy Nguyễn, mấy em hỏi anh ơi Cát Linh Hà Đông chừng nào xong, anh ơi Metro Bến Thành sao rồi, nóng giả mang nóng luôn. Tại vì mày hỏi mấy câu đó tao trả lời không có được. Tại mày hỏi câu nào tao trả lời được đi, tao vui liền à. Không phải chơi anh em livestream không mà chọc khó. Hỏi vậy á, bố ai trả lời được, đúng không? Nhưng mà đi qua bên Singapore đó, thật sự á, dễ đi đó mà, bạn bỏ tiền du lịch đi. Nói thiệt, bỏ tiền du lịch Singapore không có nhiều tiền, nó rẻ mà, mười mấy triệu. Qua bên đó ăn cháo ếch Singapore được rồi. Ai mà kể ăn cháo ếch Singapore vui lắm. Nó y như Việt Nam vậy bạn. Nó cái chỗ đó là chỗ giống như chỗ bình dân. Nó y như Việt Nam, ra ngoài đó ăn cũng kêu kêu này nọ. Người Việt Nam bển bưng cháo ếch nhiều lắm nha. Trời đất ơi, bạn ra bạn vô bạn kêu một cái, bạn kêu tính tiền cái, một bạn nói tiếng Việt không nó trả luôn. Bao tiền đó, rồi đọc chí thì chắc thanh quá qua rồi. Bao tiền này nó kia đó. Mức sống Singapore nó cao nha, không giỡn đâu. Nước của nó đó không ai, cái này là nói khách quan, không phải là quảng cáo tour Singapore nha mấy bà. Thôi cái này là chẳng qua đụng xe rồi, nói chung là biết gì chia sẻ đó. Ok, nước bên Singapore há bỏ luôn, nước xíu sạch. Nó ở trong Đông Nam Á này á, nói chung là Duy chưa đi hết 10 nước, nhưng mà Duy đánh giá thằng Singapore mức sống nó cao hơn phần lại rất nhiều. Còn ví dụ như Việt Nam, Thái Lan thì nó lèn xẹn như nhau. Lào, Campuchia khỏi nói, và Myanmar rồi khỏi nói. Nhưng mà Singapore khác nhiều lắm. Singapore thành phố phủ cây xanh. Thành phố phủ cây xanh mà.
Có bệnh nó cây xanh nó như quận 7 vậy đó. Tại ngày xưa nghe nói ông Lý Quang Diệu á, ông đi máy bay trên trời xuống thấy đất đỏ lòm mà. Cái ông nói là, ê, bây giờ cái cục đất này nó hoang hóa quá, phải phủ cây xanh cho nó nhiều vô. Cái này nghe kể thì nghe biết đúng sai nha. Mà thôi nó kể chi bạn Diệu đi Singapore. Chỗ dừng lại chủ đề xe hơi đi nha. Mà chủ đề xe hơi giờ Việt Nam thì nó vậy đó, không biết nói sao giờ nữa. Nó làm cho chúng ta một cái cảm giác mà chúng ta không biết tính làm sao á. Thật sự, nếu mà giờ Duy quay lại cái cuộc sống của các bạn, ví dụ như học ra trường lấy vợ sinh con mà em mua sơi không phải suy nghĩ chứ không giỡn được đâu nha em. Không giỡn đâu, tính thật kỹ anh. Cái nhà là cái quan trọng nhất. Thà để tiền đó gom mua chung cư đi. Mua chung cư ở một cái, khi mà tụi em tính toán ổn vào chung cư thì mua thêm cái xe. Còn trong giai đoạn hiện nay cứ chịu khó đi xe máy đi. Cuộc sống này mọi người nó như vậy hết chứ đâu phải mình đâu. Nó đều như vậy hết bạn, mình phải mình nói chung là cha mẹ mà nhà mặt phố bố làm to thì chúng ta mới được có cái cơ ngơi, chúng ta được có cái bàn đạp để chúng ta đạp. Còn bây giờ mà cha mẹ nông dân không cưới chồng cha mẹ cũng buôn bán nhỏ thôi, hai bay phải tự lập thôi chứ sao giờ. Tự lập giỏi thì có tiền có của. Nói chung á tụi em có đầu óc, tụi em có niềm đam mê trong công việc. Đó thì tụi em không có sợ nghèo. Wow. Đúng không? Không có sợ nghèo. Nhưng mà cái chuyện để bứt phá cho nó giàu á thì cái đó đừng mơ. Cái đó là 100 người chắc được người nha. Thôi kết thúc chủ đề xe đầu tiên ở đây đi, để anh uống, để anh qua cái loại súp thứ hai rồi làm tiếp nha. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.